Chiến sự Nga, Ukraine 30 tháng 3, có tin Nga sắp đổ bộ Kharkiv, Ukraine xây thêm tuyến phòng thủ ở Zaporizhia. Chiến sự Nga, Ukraine nóng gian với các đợt tấn công UAV và tên lửa, Nga tiếp tục nhắm vào cửa sở hạ tầng năng lượng, một nước NATO phát hiện mảnh vỡ UAV gần biên giới với Ukraine. Chiến sự Nga, Ukraine vẫn nóng trên các mặt trận miền đông với hơn 60 cuộc giao tranh trong ngày. Nga tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng. Hãng thông tấn Ukraine Form dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 29 tháng 3 có tổng cộng 61 cuộc đụng độ trên tất cả mặt trận. Phần lớn các cuộc đụng độ xảy ra ở thành phố Limon, Abdivka, tỉnh Donetsk và Novopavlivka, tỉnh Zaporizhia. Ngày qua, không quân Ukraine tấn công 10 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương. Lực lượng tên lửa Ukraine tấn công hai hệ thống phòng không, một hệ thống pháo binh của Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 29 tháng 3 tiến hành 38 cuộc tấn công tên lửa, 59 cuộc không kích và 72 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Nga ngày qua tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Ukraine Form dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, ông Ihor Klymenko rằng Nga dạng sáng 29 tháng 3 đã tấn công 10 khu vực của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái, UAV. Các vụ tấn công khiến 6 người bị thương và phá hủy hàng chục cơ sở hạ tầng năng lượng, cơ sở dân sự và nhà riêng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết quân đội Nga đã tấn công nhà máy thủy điện Kanip ở tỉnh Cherkasy và nhà máy thủy điện Nister ở tỉnh Chernivtsi trong ngày 29 tháng 3. Công ty DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, báo cáo rằng ba nhà máy điện của công ty đã bị tấn công và hư hỏng nghiêm trọng nhưng không tiết lộ vị trí của các nhà máy này phía Nga xác nhận đã thực hiện một cuộc tấn công trong đêm quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng và cơ sở phòng không của Ukraine trong ngày qua. Đêm qua, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tổng hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không, trên biển và trên mặt đất, bao gồm tên lửa siêu thanh đạn đạo Kinzhan cũng như UAV nhằm vào các cơ sở năng lượng và địa điểm phòng không của quân đội Ukraine. Các mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được, hãng thông tấn tác dẫn tuyên bố ngày 29 tháng 3 của Bộ Quốc phòng Nga. Ukraine xây thêm tuyến phòng thủ ở Zaporizhia. Hãng thông tấn tác dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã đạt nhiều thành tích trong ngày 29 tháng 3. Cụ thể, tại tỉnh Donetsk, Nga cho biết Ukraine đã mất 300 binh sĩ, 5 thiết giáp và 3 xe cơ giới, một trạm tác chiến điện tử, 3 kho đạn cùng nhiều lựu pháo. Ở thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội nước này đã cải thiện các vị trí tiền tuyến và đẩy lui 8 cuộc phản công của quân đội Ukraine loại khỏi vòng chiến 305 binh sĩ đối phương. Năm, tại tỉnh Kherson, quân Nga đã gây thương vong cho 4 lữ đoàn Ukraine, khiến đối phương tổn thất 70 binh sĩ, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh và 2 xe bán tải. Trên hướng thành phố Kupiansk, tỉnh Kharkiv, Nga cũng tuyên bố đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của quân đội Ukraine, triệt hạ 30 binh sĩ đối phương và phá hủy 2 phương tiện cơ giới trong ngày 29 tháng 3. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga ngày qua đã phá hủy 175 UAV Ukraine và bắn hạ 21 pháo phóng từ hệ thống HIMARS. Cùng ngày, ông Vladimir Rogov, quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia, cho biết quân đội Ukraine đã bắt đầu xây dựng thêm tuyến phòng thủ gần thị trấn Orkhov, tỉnh Zaporizhia, nơi Kiev đang nắm quyền kiểm soát. Họ quân đội Ukraine đã mang một lượng lớn thiết bị xây dựng đến đó và công nhân đang xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai ở khu vực Orkhov. Công việc xây dựng được tiến hành với tốc độ cao nhờ UAV và máy bay trinh sát, ông Rogov nói với TASS. Ukraine lo Nga tấn công thành phố Kharkiv. Ngày 29 tháng 3, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Alexander Syrskyi nói rằng không thể loại trừ khả năng Nga nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố Kharkiv, tỉnh Kharkiv, theo tờ Kyiv Independent. Theo ông Syrskyi, lực lượng vũ trang Ukraine đang thực hiện mọi biện pháp để ứng phó thỏa đáng trước khả năng như vậy. Chúng tôi đang thực hiện một loạt công việc quy mô lớn nhằm củng cố các vùng lãnh thổ và vị trí. Chúng tôi đang lắp đặt một hệ thống rào cản phức tạp, ông Sirskyi nói thêm. Theo Kyiv Independent, Kharkiv là thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm cách biên giới Nga hơn 30 km về phía nam. Trong những tuần gần đây, thành phố này đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công từ tên lửa, UAV và bom. Bình luận của tư lệnh Ukraine về khả năng Nga nỗ lực giành Kharkiv được đưa ra trong bối cảnh giới lãnh đạo ở Ukraine nói rằng họ tin Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ ra lệnh tấn công trên bộ vào Kharkiv. Ngoài ra, ông Sushkai cũng thừa nhận tình hình rất khó khăn ở tiền tuyến vì lực lượng Moscow tiếp tục tấn công hàng loạt và gần đây đã tăng cường đáng kể các cuộc không kích và tấn công bằng bom dẫn đường vào các vị trí của Ukraine. Ông Sisky cho biết Nga hiện đang có lợi thế về đạn dược với tỷ lệ khoảng 6 giờ 1 phút nhưng Ukraine đang sở hữu các loại đạn có độ chính xác cao. Romania phát hiện mảnh vỡ UAV gần biên giới Ukraine. Ngày 29 tháng 3, Romania cho biết đã tìm thấy những mảnh vỡ dường như của UAV tại một trang trại gần biên giới với Ukraine, theo hãng tin Reuters. Vào tối 28 tháng 3, các mảnh vỡ dường như đến từ một thiết bị trên không, UAV, đã được xác định trên một vùng đất nông nghiệp ở đảo Insula Maghera, Romania. Bộ Quốc phòng cùng với các cơ quan chuyên môn, trật tự công cộng và an ninh quốc gia đang điều tra vụ việc, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Romania. Theo Reuters, thông tin về mảnh vỡ UAV tại Romania được đưa ra trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công ở miền tây và miền trung Úc Ukraine. Moscow và Kiev đều chưa bình luận về thông tin này. Kiev họp khẩn sau tín hiệu từ quan chức Nga. Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv, KMDA, của Ukraine mới đây cảnh báo về khả năng Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa. Trong bài viết đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram ngày 27 tháng 3, KMDA còn cảnh báo về mối đe dọa về các nỗ lực xâm nhập của các nhóm trinh sát và phá hoại liên quan Nga, theo báo The New Voice of Ukraine. Nhằm đáp lại tín hiệu từ các quan chức Nga về việc leo thang các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, Hội đồng Quốc phòng Kyiv đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Hội đồng đã thực hiện một số bước phòng ngừa có ảnh hưởng đến các sự kiện công cộng và giao thông công cộng để tăng cường an ninh thủ đô. Nguy cơ các đội trinh sát và phá hoại của kẻ thù lẻn vào thành phố, có thể với sự hỗ trợ của tình báo Nga và các nhóm đối đầu khác nhằm gây bất ổn ở Kyiv, là mối lo ngại nghiêm trọng, KMDA nhấn mạnh. Dù chi tiết về các quyết định phòng ngừa không được nêu cụ thể, nhưng có thể hiểu rằng các quy định tổ chức sự kiện đông người và điều hành giao thông công cộng có thể thay đổi, theo The New Voice of Ukraine. Giới chức đã được chỉ đạo nâng cao cảnh giác ở những khu vực đông người để tăng cường an toàn. Giám đốc KMDA Serhiy Popko cho hay, chúng tôi đang chủ động thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn và an ninh cho Kyiv và người dân ở đó. Nga đã tấn công Kyiv bằng một số tên lửa đạn đạo bội siêu thanh được phóng từ bán đảo Crimea vào ngày 25 tháng 3. Do tốc độ cực cao của những tên lửa này, khi cảnh báo không kích được phát ra thì chúng gần như đã lao tới thủ đô Kyiv. Dù tên lửa đã bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn nhưng các mảnh vỡ rơi xuống đã khiến 10 người ở thành phố Kyiv bị thương, theo The New Voice of Ukraine. Hai tên lửa bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ ở Kyiv hôm 25 tháng 3 có khả năng là tên lửa bội siêu thanh ZM-22 Zircon, theo trang Defense Express. Đây được cho là lần thứ hai Nga sử dụng ZM-22 Zircon sau nỗ lực tấn công Kyiv không thành công vào ngày 7 tháng 2. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cảm ơn các bạn đã theo dõi hãy nhấn like đăng ký và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa